El burrito es el mejor. Từ 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 từ. Sao nghe giống tiếng Lào thế nhở? El burrito es el mejor. El bu bu bu. El burrito es el mejor. El burrito es que me hot hot. One eternity later. El burrito es el mejor. El burrito es que mejor. Bỏ đi. Xin chào tất cả các bạn, mình là Chile Tata đây. Cũng lâu rồi bọn mình không gặp nhau nhở. Đợt vừa rồi nói thật thì mình cũng không có thời gian để có thể thực hiện những điều ở trong bucket list của mình. Lý do là bởi vì trong suốt một tháng vừa qua thì mình rất là bận rộn với một lũ lĩ các bài kiểm tra dồn dập như vỡ đê. Và kèm theo đấy thì mình cũng mất khá là nhiều thời gian để có thể thích nghi cũng như là hòa nhập với cuộc sống mới ở bên này nữa. Tuần này thì mình không có một bài midterm nào cả. Và mình vừa mới trải qua cái đợt midterm thứ hai xong rồi. Vậy nên là mình quyết định là trong tuần này mình phải làm ngay cái video này cho nó nóng sốt. Tình hình là như thế này các bạn ạ. Nếu như bạn nào mà có xem kênh Cartoon Network ý, thì các bạn sẽ biết là ở trên đó hồi trước người ta có chiếu một series phim tên là VP Bears. Cái phim mà có ba con gấu ấy, một con trắng, một con nâu và một con đốm. À không, nó gọi là gì nhở? Con gấu trúc, đúng rồi, và nó còn có một con gấu trúc nữa, ba con gấu. Đó, thì nói chung là hồi trước mình rất là mê cái bộ phim đó. Mình thích mê mẩn luôn á, đến cái mức độ mà hồi xưa mình xem trên CN là không đủ mà mình phải mò lên YouTube để cày VBBS mỗi ngày nữa cơ. Và trong đó thì mình nhớ là có một tập phim mình rất là thích, đó là tập phim mà ba bạn gấu đi ăn burrito. Thực ra ấy, mình cũng không hiểu lý do tại sao đâu, tại vì rõ ràng là thực tế thì cái bánh đó nó không có gì nổi bật hết, nó chỉ là một cái hình trụ. Thế xong rồi nó có thêm một bọc, một cái lớp giấy bạc ở bên ngoài thôi. Thế nhưng mà đối với mình cái hồi đó á, thì cái bánh burrito nó có cái sức hấp dẫn với mình ghê gớm lắm. Kiểu mình nhìn một phát ở trong đầu mình nghĩ ra ngay là à, sau này nhất định một lần trong đời mình phải ăn thử cái bánh này. Thì nói chung là cái câu chuyện nó cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Thực ra ấy thì nghe nó có vẻ hơi trẻ con nhở. Nhưng mà dù sao ấy thì đó vẫn là một điều trong bucket list của mình mà. Vậy nên là bây giờ không nói nhiều nữa, bọn mình hãy cùng nhau tìm hiểu thử xem là liệu bánh burrito ở ngoài đời có ngon như là những gì mình tưởng tượng ở trong phim We Bare Bears không nha. À đúng rồi, mình quên mất. Trước khi đi thì mình sẽ thử search xem là liệu ở gần đây có cái hàng nào bán burrito ngon không nha. Thử tìm xem nào. Best burrito restaurant in Ottawa. Không biết là search kiểu này xong nó có ra không nữa. À đây nó có. Ôi nó có nhiều lắm ý các bạn ạ. Wow. Ôi, nhưng mà ở gần chỗ mình có tận 3 cái nhà hàng liền. Một là Burrito Borracho, hai là Ahora Mexican Restaurant, và thứ ba là Corazon de Maíz. Ba cái này thì nó không cách xa nhau lắm. Mình sẽ thử xem review nha. Như mình xem thì có vẻ Corazon de Maíz đang có nhiều review tốt nhất. Vậy nên là mình nghĩ là chúng ta sẽ đến đó để ăn thử nha. Vừa nãy đúng buồn cười luôn á các bạn. Kiểu mình quay xong video rồi nhá, mình xem lại mình mới nhận ra là ngày hôm nay mình bị kẻ lông mày lệch các bạn ạ. Các bạn ạ, mình biết là trên đời có cái câu là lông mày thì chỉ là chị em thôi chứ không phải là sinh đôi. Và đúng là như thế thật. Lông mày của mình mà tự nhiên ý nó buồn cười lắm. Một bên cao một bên thấp cơ. Thế nhưng mà mình nghĩ là chắc là bây giờ ổn rồi đúng không? Hiện tại thì đang là 10 rưỡi nhỉ. Và bình thường ý thì vào ngày cuối tuần các cái cửa hàng ở bên Canada mở rất là chậm. Thường thì phải khoảng 11, 12 giờ trưa nó mới bắt đầu mở. Hiện tại thì mình đang đi bộ đến chỗ đó. Tại vì cái nhà hàng đó thì cách đây không xa, cách đây khoảng 750m thôi. Thế nên là hiện tại mình đang đi bộ. Thực sự ý, thì mình rất là thích những cái hôm mà thời tiết như thế này. Tức là cá nhân mình ý, thì
thì mình cực kỳ mê cái thời tiết mà trời nắng to thế nhưng mà nó không nóng, tức là trời nắng nhưng mà nó vẫn se se lạnh như thế này. Thì đây là thời tiết lý tưởng của mình luôn. Hồi đầu mình sang bên này thì mình cứ nghĩ là quanh năm mùa đông ở đây nó sẽ rất là kiểu u ám, xong rồi ảm đạm các thứ ý. Hồi đầu kiểu mình cũng kiểu buồn lắm, thế nhưng mà xong rồi từ lúc ở sang bên này xong mình nhận thấy là ấy, thực ra ấy, mùa đông không có nghĩa là nó sẽ u ám xong mây mù các thứ đâu. Càng mùa đông thì nắng càng đẹp ý. Từ cái hồi mà mình giác ngộ được cái chân lý đấy, mình suốt ngày trong cái trạng thái là không ngậm được mồm vào luôn ý. Ngày hôm nay thì nắng rất là đẹp, thế nhưng mà từ lúc sang bên này xong mình mới nhận ra được một cái sự thật là ở bên ấy trời càng nắng thì càng rét. Tức là thế nào nhở? Trời nắng càng to thì cái nhiệt độ của nó càng giảm xuống, ý rất là buồn cười. Hôm nay thì để quay thế nên là mình đã không mang găng tay đi. A few moments later. Ôi, các bạn ơi, bây giờ mình cảm thấy thực sự hối hận vì cái quyết định mà quên mất không đeo găng tay của mình rồi. Mình cứ nghĩ là trời nắng thì nó sẽ ấm hơn ý. Nhưng mà không, bây giờ tay mình đỏ hết cả lên rồi. Mình cảm giác như kiểu bây giờ đây không còn là cái tay của mình nữa ý. Ê, vừa đấy mình mở điện thoại lên để quay ý. Thế không rồi ý, cái điện thoại nó không nhận ra cái cảm, nó không nhận ra vân tay của mình nữa luôn ý. Vân tay của mình bị đóng băng rồi. Ôi, nhưng mà thực sự là mình cảm thấy là cái lạnh ở bên này ý, nó không giống như kiểu cái lạnh ở Việt Nam đâu ý. Nó lạnh thì rất lạnh nhưng mà nó lạnh theo kiểu khô ấy. Thế nên là thành ra mình mặc bà áo ở đây mình cũng không cảm thấy lạnh đâu. Thế nhưng mà ở Việt Nam ý, có cái lần mà rét kỷ lục xong rồi, lúc đấy mình phải kiểu nhồi bảy cái áo vào người ý. Lúc đấy nhìn mình đúng như kiểu một con gấu luôn ý. Các bạn ơi, mình đến đây rồi. Thực ra ấy, cái nhà hàng này trông nó cũng kiểu nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Nói thật đó, là nhìn vào cái menu này mình cũng không hiểu cái gì đâu. Thế nhưng mà mình sẽ hỏi người ta xem là đâu là loại burrito ngon nhất và mình sẽ thử nó. I would like two burritos, please. Okay, do you mind whole wheat tortilla or white tortilla? Well, actually, this is my first time trying this, so just make me the best burrito you can have. Okay, usually I would go, if you ask me personally, I would go with the white tortilla, the big one. And we have three different type of meats. We have chicken, pork, and I mean beef and pork. Okay. The pork is really good. The pork is really good? Yes. Okay. 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 What is that sauce? This is actually beef. Oh. Yeah. Okay. So we put beef. Okay. Rice. Oh, that sounds really good. What make the color of this rice? Tomato. Oh, tomato. We took the arroz hace con tomate y jugo de tomate, ¿verdad? Yeah, it's tomato and tomato juice, so that's what gives it that orange color. Oh, okay. Ngày hôm nay thì mình sẽ ăn thử burrito thịt lợn, tại vì mình đã hỏi anh ý và anh ý bảo đây là cái ngon nhất. Mình thì chưa bao giờ thử rồi nên là mình không biết. Ôi, nhưng mà nhìn có vẻ rất là ngon ý. Mình nghĩ là anh ấy đang bỏ phô mai vào. Theo như mình đoán là như thế. Hôm nay thì mình có gọi một loại burrito pork và loại còn lại là beef. Mình sẽ thử cả hai loại này để xem cái nào sẽ ngon hơn.
Mình vừa mới hỏi mọi người ở đây thì mình được nghe thấy mọi người nói rằng đây là cái nhà hàng mà ngon nhất ở cả Ottawa này về cái khoản là burrito. Và vừa nãy như các bạn nhìn thấy thì là các bạn có thể thấy là mọi người ở đây rất là thân thiện và cái phong cách phục vụ của nhân viên ở đây cũng rất là tuyệt vời nữa. Bản thân mình thì mình là một con người khá là sạch sẽ, thế nên là thường lúc mà đi ăn nhà hàng thì mình sẽ ưu tiên chọn những cái nhà hàng mà nó có cái chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tốt, tại vì nó sẽ đem lại cho mình cái cảm giác an tâm hơn khi mà mình thử một cái món ăn nào đó. Và thực sự như vừa nãy các bạn nhìn thấy thì mọi quy trình ở đây đều được làm rất là sạch sẽ và mình cảm thấy rất là vui. Và thực sự bây giờ mình rất là háo hức được thử cái món ăn này. Thank you so much. Wow. Thực ra ấy, thì nó không giống như mình tưởng tượng ở trên phim đâu. Tại vì ở trong phim ấy, thì nó được bọc ở bên ngoài bởi một cái lớp giấy bạc. Nhưng mà ở đây thì nó hoàn toàn chỉ là cái burrito không thôi. Các bạn có thể nhìn thấy thì ở đây nó có rất là nhiều lớp ấy. Và thực sự mình nhìn một phát là mình cảm thấy mê luôn rồi. Mình rất thích những cái món ăn mà nó có rất là nhiều màu sắc ở trong đó. Vì nó sẽ đem lại cho mình cái cảm giác là muốn ăn hơn ý. Bây giờ thì mình hãy cùng thử xem vị của nó có ngon như là cái vẻ ngoài của nó không nha. Ok các bạn, khoảnh khắc quyết định của cuộc đời đây rồi. Bây giờ mình sẽ ăn thử nhá. Ôi thơm dã man đấy các bạn ạ. Ôi ngon dã man ý. Wow. Ôi thực sự là mình không nghĩ là nó sẽ có cái vị kiểu này. Làm thế nào để diễn tả nhỉ? Cái mà mình đang ăn thử thì hình như là vị thịt bò. Bởi vì mình có thể cảm nhận được là cái vị thịt bò của nó rất là thơm luôn ý. Thực sự là ấy, mình rất là khâm phục ai mà nghĩ ra được cái món này. Tại vì đây đúng là một đỉnh cao của sự sáng tạo ý. Các bạn có thể cảm nhận được là giống như là mình đang ăn cả một bát cơm mà mồm ý. Tại vì ở trong một cái burrito này thôi mà nó có đầy đủ tất cả mọi thứ, từ cơm đến rồi thịt rồi rau, thậm chí cả hoa quả nữa. Tại vì cái lớp dưới cùng màu xanh này là bơ mà. Ok, vừa rồi là cảm nhận của mình về burrito thịt bò. Và bây giờ ấy, thì mình không thể nào chờ đợi để ăn hết cả cái burrito này được. Nên là cùng với các bạn, chúc các bạn ngon miệng nha. Mới đổi chỗ tại vì mình nhận ra là ở bên này cái ánh sáng của nó tốt hơn ấy. Và các bạn biết gì không, mình vừa từ nãy giờ lúc mà mình ăn ấy thì trong đầu mình cứ có cái suy nghĩ là sẽ cái vị này quen ấy, ở mình ấy mà mình không thể nhớ được là cái vị này nó đến từ đâu. Bây giờ mình biết rồi các bạn, cái vị thịt bò của burrito ấy nó giống y hệt cái vị bò sốt vang mà mình hay nấu ở nhà luôn các bạn. Và mình rất là thích cái vị cơm ở đây, tại vì theo như cái anh chủ quán nói thì cơm ở đây được trộn cùng với cả cà chua và một loại sốt đặc biệt của người ta, nên là nó đem lại một cảm giác rất là mới mẻ ấy. Vừa rồi thì mình vừa mới ăn thử burrito thịt bò xong và nó thực sự không làm mình thất vọng một chút nào cả. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang burrito thịt lợn nha. Theo như những lời quảng cáo của nhà hàng ấy thì đây là cái món ngon nhất ở đây, giống như kiểu là ngôi sao vậy á. Thế nên là bây giờ mình hãy cùng tìm hiểu xem là liệu burrito thịt lợn thì nó có cái gì khác so với burrito thịt bò nha. Các bạn có thể thấy là nhìn từ bên ngoài thì nó không có gì khác biệt nhiều so với burrito thịt bò cả. Chỉ trừ cái việc là cái phần thịt lợn của nó ấy, thì màu nó nhạt hơn một chút so với burrito thịt bò thôi. Vậy thì cái điều gì là cái điều mà làm nên cái sự khác biệt giữa hương vị của burrito thịt bò và burrito thịt lợn thì mình rất là tò mò muốn ăn thử. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử xem thế nào nha. Ok các bạn, nhấm đầu tiên này. Nhìn để xem đầu nào mình ăn nó sẽ khác. Ok, alright, I'll see you in a minute. Ôi, mình không có lời nào để diễn tả hết các bạn. Thực sự ấy, nó như kiểu, ôi, nó là một
đẳng cấp mới luôn ý. Thực sự rất ngon luôn, mà mình không thể diễn tả được cái vị ngon này là như thế nào. Nó là một cái sự kết hợp rất là hài hòa của tất cả các cái hương vị trộn vào với nhau ấy. Và nếu như cái vị của burrito thì bò vừa nãy thì nó hơi mặn một chút, thì bây giờ cái vị của burrito thì lợn nó rất hài hòa với nhau và nó đem lại một cái hương vị rất là tuyệt vời. Đây là một cái cảm giác rất là mới mẻ của mình, vì thực sự là mình chưa bao giờ ăn cái món ăn nào mà nó có cái hương vị tương tự như thế này cả. Thực sự rất ngon luôn ý. Và mình nói đến đây thôi, bây giờ mình sẽ ăn tiếp tại vì mình thực sự không thể nào nhịn nổi nữa rồi. Bố Thái mẹ vui ngon dã man luôn ý, con hề luôn. Thực sự là bây giờ đến lúc về nhà con sẽ phải tra cái công thức để làm burrito. Đến lúc về nhà con sẽ làm cho bố mẹ ngon dã man luôn, con hề. Ok các bạn, bây giờ trên đĩa là chính thức không còn gì luôn ý. Ok, vậy là vừa rồi mình đã làm được một điều mà mình nhất định cần phải làm trước khi chết. Đấy là mình đã ăn thử được burrito. Thực sự là ấy, nó ngon hơn rất là nhiều so với mình tưởng tượng luôn. Tại vì nói thật là trước khi đi ăn burrito thì mình đã ăn thử taco rồi. Tức là mình không phải là chưa bao giờ ăn đồ của Mexico, mà mình đã từng ăn rồi. Và thực nói thật là cái ấn tượng đầu của mình về bánh taco thì nó không ngon lắm. Nhưng mà thực sự ý, hôm nay thì cái món burrito này nó đã đập tan hoàn toàn cái định kiến của mình về món ăn ở Mexico luôn. Thực sự là Mexico cũng có rất nhiều món ngon, chẳng hạn như là burrito này. Và mình đã hiểu lý do tại sao mà ba bạn gấu rất là thích cái món này rồi. Alo, 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn ơi, mình vừa về đến nhà rồi đây. Thực sự thì cái cảm giác của mình ngày hôm nay là cảm giác rất là mãn nguyện. Lý do là bởi vì cái món ăn mà mình muốn được ăn thử ít nhất một lần trong đời thì nó vượt quá so với những cái gì mà mình mong đợi. Thực sự thì đến thời điểm hiện tại mình đã hiểu được lý do tại sao mà burrito được coi là một trong những món ăn truyền thống của Mexico rồi. Là bởi vì cái hương vị của nó rất là đặc trưng. Và mình nghĩ là đối với những bạn mà muốn cái sự đơn giản tiện lợi thì burrito là một sự lựa chọn hoàn hảo luôn. Bởi vì là chỉ ở trong một chiếc bánh nhỏ như thế thôi, nhưng mà cái cảm giác của bạn khi mà ăn một chiếc burrito giống như là cái cảm giác mà bạn ăn một cái mâm cỗ cưới thịnh soạn luôn ý. Bởi vì chỉ trong một chiếc bánh burrito như vậy thôi mà nó bao gồm tất cả mọi thứ trên đời, từ bột ngô này, rồi cơm, rồi các loại thịt thà, rau củ và thậm chí là cả hoa quả nữa, bơ. Và cái cảm giác của mình khi mà mình ăn chiếc burrito vừa rồi thì giống như là, thực sự thì mình không biết là phải miêu tả như thế nào. Thế nhưng mà nó giống như là một cái sự kết hợp rất là hài hòa của ngậy béo và thanh ấy. Bởi vì rõ ràng là nó có rất nhiều phô mai, rất nhiều thịt, rất nhiều cơm, nhưng mà bù lại là cái phần salad cũng như là các cái loại rau củ và bơ thì nó đem lại cho mình một cái hương vị thanh thanh và để nó cân bằng lại với cả cái phần ngậy ở phía trên. Nên là khi mà mình ăn vào ấy thì mình không cảm thấy là bị ngán một chút nào cả. Bây giờ thì bụng mình đang quá là đầy rồi và mình không thể ních thêm được một cái gì vào bụng nữa. Ngày hôm nay thì mình rất là vui bởi vì là có các bạn cùng đồng hành với mình trong cái chuyến đi ăn thử món burrito của mình. Và nếu như mà các bạn tò mò không biết là liệu trong bucket list của mình còn có điều gì thú vị hơn không, thì hãy đừng ngần ngại ấn vào nút subscribe mà mình đã chỉ tay ở trên này nha. Và hãy cùng đồng hành với mình trong những hành trình sắp tới. Cảm ơn các bạn đã xem video vừa rồi của mình. Và chào tạm biệt các bạn. Bye bye.